phù xuống. Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, phù hợp và phức tạp. Và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong năm học vừa qua, thầy và trò trường tiểu học Vinh Công luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ phòng giáo dục và đào tạo huyện Hóa, lãnh đạo của đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương. Đặc biệt cùng với sự phấn đấu của ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã tạo điều kiện nhiệt của bác Phan Thanh Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vinh Công, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Bác Ma Thế Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Công, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Bác Hoàng Văn Diễu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Công, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, đại diện cho các ban ngành đoàn thể của địa phương, đại diện trạm y tế, trường trung học cơ sở, cùng với sự có mặt của các bác lãnh đạo thôn, các bậc cha mẹ học sinh trong toàn trường đã có mặt đông đủ trong buổi lễ hôm nay. Một lần nữa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía ban đại diện cha mẹ học sinh, xin trân trọng giới thiệu bác Đặng Thị Gấm, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Huế, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cô giáo Hoàng Thị Tâm, phó hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Lưu Hết Tùng, chủ tịch công đoàn nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng với sự có mặt đông đủ của các đồng chí là cán bộ, giáo viên, nhân viên và 256 em học sinh trong toàn trường, một lần nữa chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón sự có mặt của các vị đại biểu, các vị khách quý đến từ lễ tổng kết hôm nay. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình lễ khai giảng năm học 2021-2022 của trường tiểu học Vinh Công. Học sinh, thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể lễ, để điểm lại những thành quả mà thầy và trò trường tiểu học Vinh Công đã đạt được trong năm học 2021-2022, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Nguyễn Thị Huế, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo tổng kết năm học 2021-2022.